thắng sĩ Judea, vào hầu nhà ông Samaria và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì ngài đi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth nhìn về Chúa Thánh Thần và kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hãy đi vì nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời chúa phán của bà sẽ được thực thi. Và Maria nói với một tôi lời khen Thiên Chúa, thậm chí tôi lớn ở vui mừng vì khi Chúa đã cứu độ tôi. Vì người đã nói thương đến bậc hèn tới tử của Chúa. Từ nay muôn thế sẽ khen rằng tôi có phúc, vì ân quá thánh đã làm cho tôi những sự trọng đại và nhân ngàn làm thầm. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vun đắp nay bao nhiêu thật lực, ngày mai ngày nay thậm chí kiên ngang. Chúa đã đổ người quyền thế xuống khỏi ngay mạnh và đứng cao những người còn nhỏ. Chúa đã cho người ở khác có lẽ đơn phúc và để người đó có cho về đây không. Chúa đã sẵn sàng với xoay tôi tới Chúa và nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Nhưng Chúa đã mang cùng người cầu hộ chúng tôi cho Phan và cho đồng nhóm người về muôn đời. Maria trở lại với bà Elizabeth đổ bao tháng đổ trở về nhà mình. Do là lời Chúa. Trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe thường đọc trong ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng, nhưng rồi phải có đâu đó trong năm cổ phụ lễ kính nhớ Đức Chúa Trinh Maria, chúng ta vẫn thường được nghe trong tin mừng rất quen thuộc của thánh Luca ca. Có rất nhiều điều để suy nghĩ, có rất nhiều điều để nói trong trang tin mừng này. Thế nhưng ngày hôm nay con xin gửi đến cộng đoàn một chút tâm tư của mình khi chiêm ngắm khuôn mặt của mẹ Maria cũng như khuôn mặt của bà Elizabeth. Trong cuộc thăm viếng này, chúng ta khám phá ra ngay khuôn mặt hay con người hay tâm hồn hay tâm lòng khi nào. Bởi đâu từ ngày khi Chúa đến thăm tôi, xin lỗi nhà tôi nghèo ở miền núi này nhà tớ. Thế nhưng mà không phải là Maria đến, nhưng Maria mang đến cứu độ cho người đến với tôi. Một tâm hồn thiên hạ thật tuyệt vời của Elizabeth. Và có lẽ là tâm hồn tuyệt vời hơn nữa đó chính là khuôn mặt của Đức Chúa Trinh Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, bởi vì Chúa đã đổ ánh cứu đến bọn nữ tỳ này, muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương con người nhỏ bé mang tên Maria, và con mẹ cảm nhận cái lòng thương xót Chúa từ đời nhỏ trải qua đời kia dành cho những người khiêm nhường. Cũng may mắn khi Maria nghèo khổ quá nên chẳng có gì để mà sợ, chẳng có gì để mà mất, chỉ sợ có một điều là không có Chúa trong đời. Thế nhưng không Chúa trong đời Maria chẳng sợ gì. Chẳng may mà Maria làm đại nạn thì đã kẹt rồi, mang cái xe lên thì lúc thì sẵn có kẹt chạy xuống, bỏ nhà ra đi thì sẵn có trò đi ra ngoài đường thì sợ dơ tắm đem ra, nếu mà có ai thôi.
nhưng mà Maria không sợ cái gì cả. Maria là tin tưởng, Maria là tin tưởng bất chấp mọi khó khăn của không gian, của thời gian, của địa lý. Chỉ vì Maria đã cảm nhận và Maria đã đón nhận lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình, và Maria đã sẵn sàng cho đi để trong người chị họ và cũng và chỉ biết trong những đất tiền tỏ ở lại để nó giúp người chị họ cho đến ngày mà người chị sinh đoan tại nhà. Chúng ta khám phá ra một câu cổ khi tôi đã kịp lên mẹ Maria. Mẹ Maria đã cảm nhận lòng thương xót của Chúa và rồi mẹ không chia lòng thương xót đó cho nhân loại. Chắc có lẽ chúng ta không quên hình ảnh của mẹ Maria ở những kỳ này là một người mẹ, là một người đàn bà. Maria là người không phải trong tư cách là một khách mời, mà là người trong tư cách là một thành viên của gia đình. Con em được mở đủ nhiệm kỳ khi ăn một ăn đồ đó là rất thường. Mà người Maria nghe thì để cho cái đám cưới đó không phải bị mất mặt. Và chúng ta thấy khi mẹ Maria cảm nhận được lòng thương xót Chúa, mẹ Maria đã chia sẻ lòng thương xót Chúa nơi miền núi Galilea. Và rồi chúng ta thấy trên hành trình đưa Jerusalem, khi con của mình chịu chết trên thập giá, Gioan vơ vơ và Maria đã rước Gioan về để mà nhận làm con của mình. Và tự nhiên là những gì dễ sợ hơn. Như nó đủ rồi, tại sao mà vẫn còn nhiều chuyện để rồi diễn ra ở Mỹ Du, diễn ra ở Panama và lên đất nước nghèo khổ để được như nước đồng La Man, mẹ lại đến để cứu giúp những con người nghèo, những con người bất hạnh. Tôi không hiểu là tự nhiên như vậy là phải cứ treo làm gì? Ở cái nơi mà chỉ có bỏ đi không phải con đường này như bây giờ mà qua chúng ta thấy nơi cái vùng chiến tranh cách đây hơn 50 năm, Maria đã nhìn đường này sống. Thế rồi gia đình của ông mẹ nhận lại Maria sau 5 tháng thất lạc, và Maria đã tu đổ lòng thương xót của mình trên gia đình của mẹ, cũng như tu đổ lòng thương xót của mình đến lúc thứ hai chạy đến với mẹ nơi của người thân này. Lòng của mẹ Maria là thế, còn lòng của chúng ta thì sao? Chúng ta có tin Chúa và chúng ta có tin hạ thủ để chúng ta để cho Thiên Chúa thi hành thánh ý của Ngài trên cuộc đời của chúng ta hay không? Mỗi lần bị hành hương và mỗi lần chúng ta được biến đổi cuộc đời, chúng ta được mời gọi biến đổi tâm hồn, biết là liệu rằng có biến đổi hay không? Chạy tới để mà xin xỏ, xin Chúa được đi xỏ. Chúa và mẹ đâu phải là cái ông thần tài để ngồi đó mà để xin. Chuyện quan trọng là cái lòng của chúng ta đối với Chúa và người mẹ như thế nào. Đến với Chúa và mẹ xin lỗi những cái lỗi dạy thôi. Ngày những lỗi thương tớ thương tớ. Ngày xuống quá từ sự bỏ đi xuống đây là phụ gia từ số của cô đi dạy dạy. Tính quá ghê lắm. Có lẽ là mình ngồi gần Chúa một tí đồng hồ mình cảm thấy thứ hai người này. Hay là cái số cái gì cả thì sự tin không bị đi đi. Đi không sao để lại được bà. Mình có ngay đã từng ngồi trước ngang của mẹ, trước ngang của mẹ để mình khám phá ra một lòng thương xót của mẹ Maria không? Linh mục cảm thông ngày đặt đợi trong cái tâm hồn của mình rất tuyệt vời. Nhìn thấy nặng nề có như chợt thì lòng mẹ báo ra nơi ánh mắt mẹ từ nhân như ta. Mẹ Maria mẹ hạnh của những cô hiểu chúng ta, những người làm chúng ta có dành tâm hồn, chúng ta có dành tấm lòng để chúng ta nhìn thấy lòng mẹ, để chúng ta khám phá ra rằng chúng ta là những người như Chúa sống luôn hay không. Giờ này chúng ta may mắn hơn như bao nhiêu người, nhưng mà liệu rằng chúng ta có thể đi không? Chịu khó sau tiếng hành hương để chạy đi vô bệnh viện ung bướu, chạy đi vô bệnh viện y tế, chạy đi vô bệnh viện phòng đào tạo, chúng ta sẽ phát hiện ra những bao nhiêu mặt trời ở đây lớn nằm trong bệnh viện. Và giờ này đi bao nhiêu con người cố gắng bay lên để kiếm sống. Còn chúng ta may mắn hơn nhiều người không? Nhưng mà chúng ta không khám phá
Hôm nay bước vào tháng Thánh Tông Chúa Giêsu, chúng ta nghĩ đến lòng thương yêu thương chúng ta đổ lên chúng ta tội lỗi, nhưng chúng ta cũng kèm theo những lòng thương xót của Chúa đến chúng ta hay không? Và với tâm linh của người này, Thiên Chúa đã gửi chúng ta một người mẹ Maria Maria để nghe chỉ tại lòng thương xót của mẹ bắt gặp được và cảm nhận được từ Thiên Chúa cho chúng ta. Nhưng vì rằng chúng ta có dành thời gian, chúng ta có dành tâm trí, chúng ta có dành tất cả để chúng ta yêu đến Chúa và mẹ hay không? Lúc nào cũng đó Chúa thương mình cũng chẳng thương Chúa. Đến khi Chúa là người cũng một chút quá sau hôm qua, một con một thiên ba đến sau ngày qua. Nhưng khi mình nghe mình cũng biết, đến khi ngày mai thì bồi bàn cái ý thân cho họ khổ trong các bạn. Có những cái nào mình ngồi để mình lắng nghe Chúa nói được cái gì không? Đừng có cái nào mình ngồi mình nghe mẹ nói được cái gì hay không qua những cái biến cố của cuộc đời. Nhiều khi mình tới mình nói với Chúa nhiều quá, mình nói với mẹ nhiều quá, mình có thể Chúa và mẹ nói với mình chặt bỏ hết rồi không lắng nghe. Maria là người đã lắng nghe và mẹ đã cảm nhận ra lòng thương xót của Chúa để rồi mẹ chia sẻ lòng thương xót của Chúa cho người khác. Ngày hôm nay, ngày hôm sau, thứ bảy đầu tháng sau, ngày tháng tôn Chúa Giêsu, trong những phật đại tượng chúng ta làm gương cho mẹ Maria, chúng ta nhìn đến thành mẹ để chúng ta khám phá ra một năm mới luôn luôn chuyển về những gì chúng ta và chúng ta luôn luôn khám phá ra một năm tâm Chúa yêu thương chúng ta. Khi có chỉ khi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta mới cố gắng lên đường để mình chia sẻ cho người khác như mẹ Maria đi chia sẻ cho bạn bè xa lạ. Chúng ta cũng cảm động cầu khổ để xin Chúa là mẹ nhìn chúng ta và trong lắng lòng chúng ta chia nhau thánh pháp của mẹ để chúng ta thấy được mẹ là Chúa yêu chúng ta, thương chúng ta, yêu Chúa và mẹ và xin cho chúng ta ngày hôm